Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin liên quan đến việc khởi tố vì đốt cờ đỏ sao vàng. Một thanh niên tại Hà Tĩnh bị khởi tố với cáo buộc mà cơ quan chức năng tỉnh này gọi là xúc phạm quốc kỳ Cộng sản Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời Đại tá Phan Trọng Thành, trưởng Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết tin này. Theo đó, anh thanh niên tên là Nguyễn Đình Túc, sinh năm 1992, cư trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi nhậu say hôm 17 tháng này, trong ngày được gọi là ngày hội đại đoàn kết dân tộc nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có hành động đốt băng rôn khẩu hiệu cờ đoàn và cờ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến ngày 28 tháng 11, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh xúc phạm quốc kỳ. Chính phủ Hà Nội quy định tội xúc phạm quốc kỳ và quốc huy tại Điều 276 Bộ Luật Hình sự. Nếu bị kết tội, hình phạt từ bị cảnh cáo đến cải tạo không giam giữ cao nhất là 3 năm hay phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm.